Tên. Đi thôi tên. Chúng ta bị lừa rồi, đi thôi. Không thể tin được những cái nơi này được rồi. À, không thể tin được, cống hiến. Trời ơi, trời ơi, giết người mình đồng ơi. Giết người mình đồng ơi. What the hell, đi đâu đây nấy? Đồ kim cương rồi xin dữ nấy. Trời ơi, hồi nãy tôi có một stack kim cương luôn mà tôi bị ní. Vậy hả, cho tôi đi. Đi, tôi với ông qua càng ní dương luôn, lấy lại ní dương. Phải không? Đi, tôi với ông chém mà tôi bảo kê phía sau. Cái gì đó, cho tôi giống trực bạch vậy. Thì ai biết đâu, tôi không có cái mẹ gì hết. Ní dương, ê, nhưng mà tôi có nè. Đâu, có gì. Ít kim cương. Ui. Trời ơi, yêu nhất đấy. Thằng Phú làm gì đây vậy? Ơi, đồ gì sẽ nhảy? Trời ơi, anh kia ra. Anh kia ra. Anh đồ đèn mơn cu rô ấy, để cởi ra trả cu rô. Anh kia ra ơi. Hai ông đến donate cho quỹ đúng không? Đâu, đây. Quỹ gì không? Quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo mà, đây. Trời ơi, đây luôn, tôi người nghèo luôn. Quỹ đã mới thành lập chưa có ai donate cả. Bây giờ ai donate này, mon. Hồi nãy á, anh xỉn, donate cho quỹ. Tôi tính là donate một stack kim cương mà tôi bị ní Dương chấn lột rồi. Ai? Dương nào? Dương record. Wow, đứng tôi khoe đi đòi xuống cho quý nữa đi. Ui, mà giờ tôi cũng vậy. Tôi đang có 6 cục nè, rồi tôi cống hiến cho quỹ luôn nè. Rồi đúng vậy. Ở đâu? Giờ... Ủa mà khoan, quý nhớ hôm trước quý cho thằng này 10 cục mà. 6 cục thôi. Đúng rồi. 6 cục. Trời ơi, nó đền đáp cho nó 10 cục, nó đền đáp được 6 cục rồi. Mình sống được rồi. Người ta lấy lại được kim cương cái, rồi người ta cống hết một stack kim cương luôn. Hey. Một sách nha, hứa nha. Mà lấy lại được cái đã, không biết lấy lại được không. Dương, trả ông cái kim cương đi Dương. Trả ông cái kim cương đi. Trả kim cương đi Dương. Trả kim cương đi. Trả đi. Trả kim cương đi. Kim cương gì á? Thằng xịn nó đang tố cáo ông trộm một sách kim cương ở đó. Ông đưa tôi giữ mà. Đâu có, nó bảo ông cướp, trả đi. Dư luận đang ở đây nè, anh em quay với con lại. Đã, con lại báo chính quyền đi. Đâu rõ ràng, con tôi đặt nó gửi tôi. Ở đó, đưa của tôi nơi đâu. Xuống anh. Xong chết rồi anh ơi. Đợi anh bắn á. Đâu, đất cái xác đâu anh. Nè, đứt xác nè, Đâu, cái xác đâu. Nè, nó đúng ra gặt luôn rồi đó. Ok, trả đi. À, đừng quýnh tôi vậy Dương, tôi đủ KPI rồi Dương ơi. Đừng sợ, Dương bắt lại cái đai kia rồi. Đừng sợ Sớm ơi, có những anh em ở đây bảo kê rồi, đã đúng rồi, có những mày thường quân ở đây rồi, có lên, bà đảo đi. Hãy hành động đi Sớm ơi, hãy hành động đi con ơi. Ê, đây rồi. Tới đây. Ôi, có vã. Đây. Để em hứa gì ông làm, hành động đi. Mà có mới có 10 cục à. Một sách cơ mà Dương ơi, sao lại ăn bớt thế? Yêu em nhất không ngoài. Chữ vậy? Hồi nãy ông đưa tôi 10 cục à. Tôi đưa ông 10 tắc mà. Lập nghiệp thôi. Đã đảo Dương. Ủa? Thôi thì Dương trả cái đây Dương à. Trả hết đi một sách đi trời. 15 à, mới 15 à. Đấy, mới 15 thôi kìa, trả đi. Trả một sách, anh chấn lột gì chữ vậy anh Dương? Mới 42 à. Nè. Ủa vẫn chưa trả ha? Mới trả có 42 à. Ủa, sư phụ. Ai da, 58 rồi, 58 rồi. Đây. Đây, có mỗi người đòi là mỗi người được... Mỗi người 20% nha. Đây, xịp đi đi. Mỗi người đây, mỗi người 10% đây. Đây. Mỗi người 20%. Mấy ông tay nha. Chuyện riêng của người ta. Chuyện riêng. Đây. Đây, một sách đâu. Ông vừa mới đưa tôi có 58 cục à. Thì thôi thế được rồi. Coi như quý thiệt thòi một tí cũng được. Thiệt thòi dữ ra, quý mà cũng thiệt thòi nữa hả? Ý, nãy hứa một sở tắc mà đâu. Lùa gà, mọi người đi. Hay làm việc tốt đi. Ôi, người ta nói gì ông lùa gà gì kìa. Phá ông lùa gà. Thằng nào lấy dư luận đây. Điều hướng dư luận đây. Dương. Ý, nhanh. Làm việc thiện thì đừng có suy nghĩ là mất cái ấy, là mất cái đất kìa. Gây quỷ mà giống như ép người quá hả? Đây là quỷ tích đức cho ông ấy. Làm việc thiện mà nghĩ nhiều là mất đất ấy. Đi ra. Đi.
Có màu đen không? Màu đen không? Rồi. Không. Không có gì kìa. Gấp quỷ nè. Đó. Nhưng mà đừng gấp quỷ tôi có được lại ít gì không? Không sao không, đi cày đồ đi. Ừ, gấp quỷ. Ủa sao lại cái tôi? Tôi có được vinh danh gì không? Có, sau này quý xe cho ông lên trang nhất của tờ báo táo luôn. Phải không? Tôi thích cái sự tiên dương lắm á. Trời ơi, nãy ông cũng hứa còn đâu, hứa mà không làm tự nhiên nó lại thành ra buồn cười đúng không? Rồi, đây có nhiều sao ông cũng hứa rồi. Người chứng cứ, gà lòng vòng quá. Đó. Làm cái đồ này. Vậy sao sư phụ chỉ cùng người con vậy? Gọn cái giọng nào đi. Thằng thơ luôn con này. Làm đi xịn mà. Làm thay đi. Tôi thích giúp người tốt lắm nha mọi người. Mọi người chứng kiến nha mọi người. Đấy, mọi người chứng kiến nha. Anh gì xác xỉm. Thanh niên này lùa. Xác xỉm nè. Lôi kìa. Tôi thấy một dịch vụ lừa đảo ở đâu đây? Sao ai cũng nói ông lừa đảo gì kia ra? Mà kìa, hôm trước chính tôi là người giúp ông còn đâu nữa. Ông cũng phải giúp người khác nữa chứ. Ha, cũng đúng ha. Đâu có thể nhận giúp mãi được đúng không? Đến lúc mình giàu mình phải giúp người ta nữa chứ. Đúng. Đúng. Đây. Ông hãy nhận lấy. Đây. Về em ơi, tối đi ăn no em. Ê, ghê ghê. Ê. Chúng tôi ghi nhận một ca lùa gà. Ê. Không ăn một. Cái gì mà ăn, ê, cái gì mà ăn ăn lẩu lẩu gì vậy? Cái gì mà ăn nhậu vậy? Nhậu gì đâu nè. À đây. Quý sẽ vinh danh ông bằng một đĩa quần. What the fuck? Để tôi đội lên thấy cái gì? Không, cái quần ấy là quần đặc biệt đấy. À quên mất, chưa đổi tên ông đưa. Làm cái đây tôi đổi tên đây. Đây đây. Cái quần đặc đây, biệt đây. Ha. Đúng rồi. Quần này có nghĩa là hàng nóng đây anh ơi. Cái đây, à đây đây đây. Đây là gì nhỉ? Cái quần vàng. Cái quần vàng. Giải bóng đá là quả bóng vàng đúng không? Cái này là cái quần vàng. Đây 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 đây. Quý dùng cái quần vàng để mà tuyên dương những người có hành động tốt đẹp trong server. Ông mặc cái này vô là... là cái phần chỗ ông mặc quần nó sáng chói lên luôn. Phải không? Phải. Mà hình như cái quần này có người. Bây giờ ông chỉ cần mặc cái quần này thôi là sau ông chết ở đâu người ta nhặt được, người ta sẽ biết ông là nhà từ thiện, người ta sẽ trả lại ông đồ. Ê, nhưng mà cái quần này hình như có người mặc qua rồi á. Ủa, mặc rồi nè. Mà cái quần này sao cái quần kỳ vậy? Mặc chói sáng đâu? Bây giờ á. Ông mặc thử vô đây. Nè, tôi mặc vô nè. Ơ, chỗ mặc quá. Được không? Đấy, tôi chói quá rồi. Được không? Chói quá. Trời ơi. Anh này là người tốt đúng không? Anh này là người tốt đúng không? Anh này là nhà từ thiện đúng không? Trời ơi. Tính này được trả cách xê chưa vậy? Hả? Tí 10 cục kim cương. Trời ơi, anh này là nhà từ thiện này. Trời ơi, quần nó sáng kìa. Trời ơi. Đã gì ta? Chia lại. Thôi anh cởi ra đi, anh cởi quần ra đi. Rồi, cởi quần ra. Rồi, trời ơi. Cuối cùng mới nhìn lại được. Trời ơi. Ôi ơi, anh sẽ sao cái đường không mặc quần. Anh sợ là... Kê diễn hoài, ta mặc quần bình thường của ông ta mà cũng việc diễn nữa. Đi chửi cà phê rồi. Rồi. Không tin được luôn chứ. Ừ. Chết mà còn tính không? Ha, lại có người nữa à. Thì nói chuyện sau đó, chỗ này đông người quá. Thì ra tôi thấy cái gì không tiện vậy. Trộm mày lên, bắt đây là trộm mày lên, trộm chó. Bắt lên. À, kiểu gì đó, con. Cái ngành là ông trộm đồ tôi hơi nhiều đó Dương. Đâu không? Đến hai cái cho mày đưa qua đây. Ê. Ơ lộn. Đâu, cái gì vậy? Nè. Nè. 20%. Này ông bổ thí cho anh mày hả? À, hai cân khoai tây. Anh với tôi giết thì anh rồi, chi 20% bổ phần. Cái gì ông trôn bao nhiêu block của tôi rồi? Nói đi. Em mở thương đông đấy, để thử thêm mất đấy kìa. Đấy à? Đi. Cái xương này hết sạch mình rồi. Đi đang làm gì anh đi? Tôi cưỡi ngựa này không được, thấy có yên cưỡi không? Biết rồi, mà tôi cho nó ý kim cương rồi, nó ý chế bộ đồ kim cương, nó ý mặc vô coi. Đỉnh đi cho có bao nhiêu kim cương đâu. Hả? Có tắt không thể. Có sao không? Nè. Kéo cho này.
Chắc chưa có nâng nữa. Trong này không có bản, không có cái bản thu hoạch nữa. Nhiều người ta. Ê, dạ. Bún lậu, bún lậu. Ê, bún lậu, bún lậu. Chừng lái thử mất mất ngựa này. Thôi, anh này có cái quần sáng bây giờ tặng ta. À, nhưng mà nghe thị trấn tuyển người gì đúng không? À. Không có tuyển đâu, đâu có tuyển đâu. Đâu có tuyển gì đâu, trời ơi, có tuyển đâu. Gì mọi người đi giải tán đi, cái gì tuyển mới biết gì đâu. Ê ơi, đợi tiền cá xe đâu, tiền cá xe đâu. Đợi tuyển lùa gà phải không? Ê! Ê! Tôi thấy rồi nha. Tôi bắt gặp rồi đó. Mình giao dịch gì đây? Ê! Ê! Tôi cho mày tí sách đi mà, gì đâu. Cấu kết với nhau lừa đảo tôi đúng không? Diễn viên đỉnh của nhà mà cho có mời cục sắt. Tôi không thể tin được. Tin! Đi thôi tin! Chúng ta bị lừa rồi, đi thôi. Lừa cái gì? Không thể tin được những cái nơi này được rồi. À, không thể tin được, cống hiến. Trời ơi, trời ơi, giết người mình đồng ơi. Giết người mình đồng ơi. Ê, đang chạy. Chạy. Oh, what the fuck. Chết tin rồi. Ủa, nó mới chạy thôi. What the fuck, thị trấn hòa bình. Thị trấn hòa bình đấy hả? À, không được rồi. Ô, trốn. Trời, tôi không thể tin được. Phải rồi, tôi cứ chứ. Thấy rồi. Nhưng mà tính bậy tôi chết hoài bởi nó kìa. Ê, ê. Đúng là, ai da, tôi đã bị lừa rồi. Bị lừa hết, tắt kim cương hết ta. Mất trời, không thể tin được luôn á. Trước giờ tôi là người tin tưởng kia ra vãi, vậy mà. À, suy sụp. Chết bại người. Đồ tôi đâu? Trời ơi, tôi thấy nãy bắn cái bụp cái đồ ní văng quá trời, tôi chạy quá trời chạy luôn đi ơi. Đâu rồi? Nãy có lụm được cái gì của tôi không? Không, với tôi lo chạy con mình đi, trời ơi. Wow, quyền cái xếp đội quyền trên cả ngày cả đêm. Không thể ngờ luôn á. Thầy, tôi là người tin tưởng kia, tôi cứ tưởng là ổng là của hội hòa bình, ai ngờ. Qua đây rồi lại đồ rồi. Đi, từ từ. Bỏ anh chết chồng. Trời ơi. Ủa sao tăng đi, đang đi không? Tự nhiên vấp đá được quỵ đi không? Ủa? Sao tăng đi vấp đá vậy? Đâu? Bây giờ trả lại đồ cho bạn tôi. Đâu? Thì ai lấy đồ ông chào ông đi kìa? Trả đồ lại cho bạn của tôi. Trễ đồ lại công lý ở đâu? Ai lấy đồ ông trả đi kìa. Công lý đâu? Ai lấy kìa. Anh rồi tết. Ai lấy trả đi kìa. Tôi thấy có người trễ cùng như người ông rồi. Hả? Trời ơi, thành phố mình là như vậy sao? Ơ, đâu á? Chặt cái tay mọi người. Chặt cái tay rồi. Đây, tôi bẻ lại. Rồi, được chưa? Chưa? Chắc là chặt chân luôn rồi. Rồi, để tôi. Được chưa? Mày nó cũng giết té nữa mày. Được chưa? À, chờ anh đi. Để anh xem, một bên đi nhá. Trời ơi! 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 Nữa rồi. What the fuck? Giết người bịt đầu mối. What the fuck? Cái gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy? Ơi! Tha tôi. Tôi không đi. Rồi, người của ông hết đúng không? Biết thế nào? Tôi không biết kỹ sao, không quen. Tôi chỉ có quen ôn tin mất thôi. Phải không? Không quen. Vậy sao? Có hẹn không? Tôi không có quen kỹ sao nên tôi mới gặp lần đầu mà. Ở đây có nhiều nhân chứng lắm nha. Không cái. Ông có tin không? Ông có tin không? Tôi cũng tin ông á, nhưng mà cái gì hồi nãy tôi đi quyên góp cho ông. Tin đâu? Ông đi ăn. Tin đâu? Tin. Đi. Tin. Đi. Đi ra làm chứng. Là thằng kia ra hết thế nhá. Đi qua đi.
Tôi bị em, tôi bị em à. Không, 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 tôi tự nguyện, tôi tự nguyện, tôi tự nguyện. Xem. Ăn tí bịch protein đi anh. Ai, 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 chú đáo vậy ta. Đâu rồi? Kìa, ký xa kìa. Ký xa kìa. Tôi mới bị cướp vài miếng thịt ở đây á.